Mến chào các em học sinh khối 8 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một bài vẽ theo mẫu, đó chính là giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người. Thì bài này chúng ta có hai phần, hai bài cô gộp lại để chúng ta có thể nắm được lý thuyết. Nội dung của bài này chúng ta có ba nội dung. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về tỷ lệ cơ thể trẻ em. Phần 2 là chúng ta sẽ tìm hiểu về tỷ lệ cơ thể của người trưởng thành. Và phần 3 la mã chính là phần chúng ta thực hành tập vẽ dáng người. Thì ở phần này, cái phần đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ tìm tỷ lệ cơ thể trẻ em, tỷ lệ cơ thể người trưởng thành. Thì ở phần này mấy bạn có thể nhìn vào sách giáo khoa, trang 151, chúng ta dựa vào hình số 1, tỷ lệ cơ thể trẻ em trong từng giai đoạn, để chúng ta tìm hiểu cho cái phần câu hỏi tìm tỷ lệ cơ thể trẻ em. Và chúng ta sẽ dựa vào hình số 2, tỷ lệ cơ thể thanh thiếu niên trong từng giai đoạn, để chúng ta có thể trả lời phần tỷ lệ cơ thể người trưởng thành. Đầu tiên đó là phần tỷ lệ cơ thể trẻ em. Thì đây chính là cái hình số 1 mà cô phóng lớn ở trong bài này để cho các em có thể quan sát. Thì người ta lấy chiều dài của đầu làm đơn vị so sánh với tỷ lệ cho toàn bộ cơ thể người, và tương quan tỷ lệ giữa các bộ phận thay đổi tùy theo độ tuổi. Thì nhìn vào trong hình, chúng ta thấy tỷ lệ cơ thể trẻ em thay đổi. Đối với trẻ sơ sinh thì chiều dài khoảng 3,5 đầu. Đối với trẻ 1 tuổi thì chiều dài khoảng 4 đầu. Và đối với trẻ 4 tuổi thì chiều dài khoảng 5 đầu. Như vậy chúng ta thấy là tỷ lệ cơ thể trẻ em thay đổi tùy theo độ tuổi. Ở phần 2 la mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về tỷ lệ cơ thể người trưởng thành. Và đây cũng là hình số 2 trong sách giáo khoa, cô phóng lên để cho các em có thể tiện quan sát. Chúng ta đều biết là chiều cao của mỗi người khác nhau, và có thể là trong cùng một độ tuổi nhưng chiều cao cũng sẽ không giống nhau. Thứ nhất là do gen di truyền, và thứ hai là do cơ chế ăn uống của chúng ta. Về người cao thì người ta ước tính là khoảng từ 7 cho đến 7,5 đầu. Người tầm thước, có nghĩa là người vừa tầm á, thì khoảng tầm khoảng 6,5 cho đến 7 đầu. Và người thấp thì người ta quy vào khoảng 6 đầu. Đó là cái tỷ lệ chung để mấy em nắm. Và khi chúng ta vẽ dáng người, chúng ta lưu ý dùng cái cách mà vẽ người cân đối, vẽ người cao, người tầm thước và người thấp như thế nào cho nó đúng. Chúng ta bước sang phần ba la mã tập vẽ dáng người. Thì chúng ta có các bước sau đây. Thứ nhất là phần chúng ta sẽ muốn vẽ được dáng người, chúng ta phải quan sát, nhận xét được hình dáng của cái người chúng ta muốn vẽ. Và sau khi quan sát nhận xét rồi, chúng ta sẽ nắm được cái tư thế động tác nào tiêu biểu nhất, và chúng ta sẽ vẽ phát nét chính. Đây, phát nét chính là như thế này, đó là những cái nét giống như là vẽ khung xương vậy đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ nét khái quát hình dáng của người, rồi vẽ chi tiết như là tóc,
quần áo, mũ nón nếu có, hoặc là giày dép. Đó là các bước tập bẻ dáng người mà chúng ta nên nhớ để khi chúng ta thực hành, chúng ta biết đi theo từng bước cho nó đúng. Ở đây cũng là một số những cái hình dáng cô đưa lên để cho các em có thể thấy chúng ta vẽ phát nét chính là như thế nào, vẽ khái quát hình dáng người như thế nào. Vẽ nét chính chính là phần chúng ta vẽ phát khung xương. Vẽ nét khái quát hình dáng nghĩa là hình thức chúng ta sẽ đắp thịt vào cho người nó đầy đặn. Còn cái bước vẽ chi tiết chính là cái bước mà chúng ta sẽ vẽ cho nó hoàn thiện. Bước vẽ chi tiết là cái bước vẽ chúng ta vẽ hoàn thiện. Và đây là một số những cái dáng người ngồi với nhiều tư thế khác nhau để chúng ta tham khảo. Và đây là một số những cái hình dáng người đi chạy. Ở bài này cô có câu hỏi củng cố là các bạn, các em hãy cho cô biết về tỷ lệ cơ thể trẻ em từ 1 tuổi cho đến 4 tuổi, từ trẻ sơ sinh cho đến 4 tuổi. Và câu hỏi thứ hai đó là tỷ lệ cơ thể người trưởng thành, người thấp, người tầm thước và người cao. Chúng ta phải nhớ được cái chiều cao thì chúng ta vẽ người mới được cân đối. Và chúng ta cũng trả lời cái phần câu hỏi củng cố này vào trong tập, hoặc là bạn nào đã ghi vào trong tập rồi thì chúng ta chỉ cần nhớ là được rồi, để chúng ta vận dụng vào bài vẽ. Về phần hướng dẫn học tập thì chúng ta nhớ ghi bài đầy đủ vào trong tập, ghi nhớ những cái câu hỏi củng cố để khi học lại cô sẽ hỏi. Và chúng ta tập quan sát, vẽ tập vẽ dáng người những cái người thân của mình trong gia đình. Thì chỉ là tập thôi, tập quan sát và tập vẽ dáng người người thân của mình trong gia đình. Và xem trước bài tiếp theo của chúng ta đó chính là bài vẽ trang trí. Chúng ta sẽ học đó là bài trang trí lều trại. Tiết học của chúng ta kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thân ái, chào các em.